Rồi chào cả nhà buổi sáng nha. Mình vừa gã cái máy quay Vinh Đôn. Thì theo ý của anh chủ xe quay đoạn clip gửi đến cái nhà mình xem vui nha. Sẵn gửi đến anh chủ xe mình xem nha. Máy này máy quay Alpha Vinh Đôn 12 mọi người. Mà cấu hình đi hơi lạ lạ nha. Rồi mời cả nhà mình cùng xem nha. Rồi lốc thì vẫn bình thường. Rồi Vinh Dên Ibon 12 Vinh Đôn. Rồi đó mình vô điều đặc biệt nha. Lòng Ibon cũng bình thường nha, chưa thấy gì đặc biệt. Bắt đầu vô đặc biệt nha mọi người. Rồi trái bê tông mài đuôi mắc hết một bên nha. Rồi cái thứ hai, chảo đầu Vin, xúc bóp Vin nha. Cái thứ ba, cam Vin luôn. Rồi xài gon này là gon đỏ luôn nha, gon này xài không được nha. Rồi bố nồi thì cũng bình thường nha cả nhà, có hai miếng nhôm nồi thì chơi theo kiểu xước xước nha. Đây xước xước. Rồi cái hình này anh em mình coi chảy có vô không nha cả nhà. Anh em bà con mình cho mình xin một cái ý kiến nha. Rồi thôi xin chào cả nhà ngày mới nha.